Một nữ du khách từ Texas đang chơi ở vùng Key West tiểu bang Florida đã bị phạt tù sau khi bắt ốc tù và gọi là Queen conch ở bờ biển. Bà Diana Fisco Gonzalez, 30 tuổi, bị một nhân viên cơ quan bảo vệ động vật hoang dã ở Florida bắt giữ sau khi ông ta nhìn thấy bà cùng một số trẻ nhỏ đang bắt các con ốc được tiểu bang bảo vệ. Bà nhận tội bắt 40 con ốc tù và còn sống. Khai với thẩm phán dự án rằng bà không biết điều này là bất hợp pháp. Bà du khách bị tòa ra bản án 15 ngày tù và bị phạt 500 đô la. Bà xin lỗi trước tòa, nói rằng bà định sẽ làm sạch sẽ các con ốc rồi tặng cho bạn bè. Bà từ Dallas sang Florida chơi thì có người gọi báo cảnh sát hôm 13 tháng 7 rằng bà đi bắt ốc theo bản thông cáo gửi tới báo chí thì giới chức bảo vệ động vật hoang dã ở florida cho hay là bà fisco gosales bị bắt quả tang cùng ba thùng nhựa chứa đầy ốc sau khi chụp hình nhân viên bảo vệ động vật hoang dã đã thả các con ốc còn sống xuống biển theo cơ quan bảo vệ động vật hoang dã ở florida thì việc bắt các con ốc còn sống là phạm pháp nhưng lượm các vỏ ốc thì không phải là tội bà Fisco Gonzalez sẽ khởi sự thi hành bản án vào ngày 10 tháng 8 tới đây.